hả? Bạn không nhớ ngày hôm nay là ngày gì hả? Hôm nay là Halloween. Tụi mình bận đồ Halloween nè. Bỏ qua cái ngày Halloween đó đi. Bạn có nhớ hôm nay là cái ngày gì không? Ngày quan trọng của chúng mình á. Ngày gì? Bạn không nhớ thiệt á hả? Không, hôm nay là thứ sáu mà. Ngày gì đâu. Thôi, không nhớ thì thôi. Ê, Dung My. Sao vậy? Bạn nói cho tôi nghe đi, hôm nay là ngày gì? Bạn không nhớ thiệt hả? Bạn còn hỏi mình nữa. Hôm nay là ngày... Bạn nhìn đi. Hôm nay là 500 ngày kỷ niệm mình quen nhau á. Vậy mà bạn không nhớ gì hết. Mình nghĩ ngày hôm nay sẽ là ngày vui nhất của mình. Nhưng bạn đã làm thay đổi nó. Hôm nay là ngày chúng ta chia tay. Vậy cũng giận được nó hả trời? Dung My! Dung My! Như vậy là tôi chỉ giả bộ quên để gây bất ngờ cho bạn là tôi không ngờ là bạn giận vậy luôn á. Thôi đi, đừng có lừa mình. Dung My thôi mà. Thôi bây giờ tối nay bạn lên trường đi, tôi có bất ngờ gì cho bạn. Dạ con này Bảy. Con nào, con ai? À, con là Minh, cháu của ông Đức Nghĩa. Con của bà Hoàng Anh, vợ của ông Đức Hạnh nè Bảy. Minh, anh của ông Mẫn phải không? Dạ đúng rồi. Bữa nay mày làm gì mà ăn mặc dị hợm vậy, là Bảy hết hồn à? Dạ con chơi Halloween đó Bảy. Cho con mua trang sức đó Bảy. Mua gì, bữa nay mua gì? Dạ nhiều quá. Mua gì lựa lẹ coi. À, lấy con cái này đi Bảy. Thằng này biết lựa ghê ta. Cái cục tròn tròn đúng không Bảy? Ờ à, đúng rồi. Nè phải không, này phải không? Dạ đúng rồi. Nè đúng rồi. Thằng này biết lựa ghê nè. Giá bao nhiêu vậy Bảy? Chỗ người quen Bảy lấy 700 ngàn đó. Sao mắc quá vậy Bảy? Bảy nhích nhẹ giùm con xuống một tí được không Bảy? Nhích nhẹ là nhiêu? Bây giờ Bảy bớt con 500 đi, lấy 200 được rồi Bảy. Nhích vậy mày nói nhẹ. Hay là Bảy qua phòng khám của ông nội con chăm cuốn trừ tiền luôn đi Bảy. Thôi đi nha. Bỏ vụ đó đi nha. Thôi Bảy ơi giúp con đi mà Bảy. Con cần cái này lắm Bảy. Bảy ơi bây giờ Bảy bớt con 200 được rồi, Bảy lấy con 500 thôi nha Bảy. Đâu có được mày. Vốn của Bảy là 600 rồi, tao bán vậy lỗ vốn à. Bảy. Con còn có 500 ngàn thì thôi á Bảy. Bảy giúp con đi mà Bảy. Bạn gái con sắp đi qua nước ngoài mổ tim rồi Bảy. Bây giờ con phải mua cái sợi dây chuyền này may mắn tặng cho bạn gái của con. Còn mà không tặng á, không biết khi nào gặp lại nữa. Lỡ bạn gái con đi ra mà có chuyện gì, chắc con ở gái giống Bảy quá. Trời đất ơi, nó tới tôi ở giá luôn kìa. Trời ơi. Vàng quá trời vàng luôn mà không bớt được miếng nữa. Nè thôi bán cho mày luôn đó, 500 đó. Thiệt hả Bảy? Ê con cảm ơn Bảy nhiều quá nha Bảy. Bảy ơi con thương Bảy quá à. Rồi bán cho mày đó, lên. Chị, cái gì cũng phải đợi mẹ về đưa rồi tính ha. Dạ không được đâu, em mà đợi mẹ về là em không có vợ luôn á chị. Suốt cuộc đời này là em mất vợ luôn á chị. Cho em đi đi mà chị. Không đi đâu hết. Thôi chị em đi đi chị. Chị cho em đi đi mà chị. Cái thằng này ai? À, trời ơi Mẫn, em có sao không? Ôi trời ơi, đứa chị. Chị bên đây thì chị cũng rất hiền lắm chứ. Cuối cùng cũng bắt được mày con quái vật. Anh em mà y chang nhau ha. Chạy xe điện tao đi. Thôi mà, tao đây có chuyện gấp lắm, tao đang nỉ mày đó. Gấp rồi đi ăn cắp hả mày? Cô ơi, cứu em với. Xạo cô đâu. Quái vật, trả xe lại đây. Đứng lại. Ai? À, muốn chết rồi, hôm nay dám đá em như vậy hả? Anh xin lỗi em mà. Thái lực chung. Đứng lại con quái vật. Đứng lại con quái vật. Trời ơi, mày cũng bị nó triệt nữa hả?
chúc mừng 500 ngày hai đứa mình quen nhau. Minh à, bạn chuẩn bị những thứ này cực lắm phải không? Đâu có đâu, tôi chuẩn bị từ hôm qua rồi, cho nên là không có sao đâu. Minh à, bạn có biết bây giờ bạn giống hoàng tử lắm không hả? Thiệt hả? Mình cứ tưởng là bạn quên ngày này rồi chứ. Mi à, tôi có món quà này muốn tặng cho bạn nè. Nó đẹp quá à. Cảm ơn bạn nhiều nha. Nguyên à, tôi còn một món quà nữa muốn tặng cho bạn. Đây là một bài hát rất là hay. Cho dù bất cứ giá nào, bạn cũng không được mở tai nghe ra nha. Tôi đi đây một cái, tôi sẽ vòng lại liền. Bạn có quà bất ngờ cho mình nữa hả? Nghe nhịp tim đôi ta thuần thương, lắng nghe thời gian như đang đứng lại. Từng giây từng phút mãi mãi mình có nhau. Dù ngày mai sau ra sao thì tình yêu anh trao em không đổi thay. Hãy tin và yêu anh đi người nhé, chúng ta sẽ bên nhau đến. Anh mới về. Anh đi đâu từ tối tới giờ? Anh đi nhậu ở nhà ông Hoàng. Anh nhậu xong nhậu từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng. Anh nhậu tới 12 giờ à, xong cái anh buồn ngủ quá anh ngủ luôn. Uống có mấy lon mà sao tự nhiên buồn ngủ, cái tật anh kỳ, uống bia vô là buồn ngủ cái ngủ luôn à. Anh đi nhậu với bạn anh. Môi son này của anh. Không phải, anh không biết. Anh nhậu ở nhà thằng Hoàng thiệt. Xong cứ 7 giờ cái anh nhậu tới khoảng 11, 12 giờ cái anh ngủ tới sáng. Sáng anh dậy anh ba chân bốn ngã anh chạy về đây. Anh không biết thiệt luôn á Hoàng Anh. Hoàng Anh, em mới tin anh chứ, em mới tin chồng em chứ Hoàng Anh. Thiệt mà. Em tin anh nhiều lần rồi. Anh không. Em không muốn nghe anh nói nữa. Anh không cần anh giải thích nữa. Chiều nay em sẽ về nhà mẹ. Hoàng Anh không muốn ở chung với anh nữa. Bình tĩnh với Hoàng Anh ơi. Hoàng Anh, em phải bình tĩnh. Hoàng Anh à. Hoàng Anh, em bình tĩnh với Hoàng Anh. Ba nói sao? Tổ chức sự kiện. Đúng rồi, ba nghĩ giờ chỉ còn có cách đó thì mẹ con mới tha thứ cho ba thôi. Kế hoạch của ba là vậy nè. Kế hoạch ba vậy đó. Hả? Con thấy là không có ổn đâu ơi, nó kỳ lắm. Ba ơi, không có được đâu. Con nghĩ bây giờ cách tốt nhất là ba đối xử với mẹ bằng cái chân thành của ba. Ba đừng có lấy lỗi chồng lỗi nữa ba. Chân thành, ba đã đối xử với mẹ mấy chục năm nay bằng cả tấm lòng, cả tình cảm của ba rồi. Ba chỉ phát hiện một điều là ba chưa tạo cho mẹ một sự bất ngờ nào hết. Bây giờ mẹ con rất thích những sự bất ngờ. Cứ làm như vậy đi, mẹ con sẽ bỏ qua cho ba. Ba hiểu tính mẹ con. Không phải đâu, con hiểu mẹ hơn ba nè. Mẹ không có thích cái tổ chức sự kiện đó đâu ba, con nói thiệt. Con ra đời bao nhiêu năm mà con hiểu mẹ hơn ba. Ba với mẹ quen nhau, lấy nhau mới sinh ra con mà con hiểu mẹ hơn ba. Bây giờ giúp ba làm việc này. Thổi bong bóng và hoa, thật là nhiều hoa cho ba. Có giúp ba không? Giúp ba. Giúp ba. Súng lên. Giúp ba. Giúp ba. Giúp ba. Giúp ba. La 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 la. Ông Hoàng Anh ơi. Em. Ồ. Em. Hả? Hãy bỏ qua cho anh vì những lỗi lầm chỉ là những thoáng qua. Em hãy hỏi anh
Hãy hỏi anh đi, anh sẽ trả lời cho em biết rằng anh yêu em. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh nói kể rằng anh đi biển. Thôi. Bây giờ con làm cái gì vậy? Cái này không có ổn đâu, ba thấy chưa, có thành công đâu. Ba phải tập trung vô, ba phải lấy cái sự chân thành của ba. Còn mấy cái này con thấy không có ổn chút nào hết, đúng không? Có sự chân thành là hai đứa con không có chân thành giúp ba. Bây giờ ba tính sao? Mẹ con đang bị sốc, kiểu như sốc nhiệt thôi, không có gì hết. Bây giờ hãy để cho mẹ con qua nhà ngoại, mình làm một trận lớn bên nhà ngoại luôn. Nữa hai đứa con phải theo ba. Lần này ba đã quyết định rồi, ba sẽ sử dụng pháo sáng pháo bông. Ba bắn sáng cái nhà ngoại con, nhà ngoại con sẽ sáng nhất khu phố. Quả hoạn cháy nhà ngoại sao ba? Ba hay là con nghĩ ý này nè, bây giờ mình chơi bơm thúi đi, cho mẹ biết là trên đời này có cái gì thúi không ba. Mẹ thương ba lại á. Con lúc nào cũng xúi giải không à. Vấn đề đây là hai con phải nhiệt tình giúp ba, biết chưa? Chúng ta là một đội. Ba muốn giúp ba hả? Đúng vậy, chúng ta là một đội. Hãy cùng ô dè cái nào. 1, 2, 3. Xuống coi. Giúp bà. Hoàng Anh ơi. Mẹ ơi. Con chào mẹ. Con chào ngoại. Hoàng Anh ơi. Mẹ ơi. Lỗi lầm anh đã biết. Ba đã biết. Hãy bỏ qua cho anh. Bỏ qua cho ba. Quay về với gia đình. Về với gia đình. Ê! Gia đình là số 1, đừng lọt qua số 2. Gia đình là số 1, đừng lọt qua số 3. Gia đình là số 1, đừng lọt qua số 5. Gia đình là số 1, đừng lọt qua số 16. Gia đình là số 1, ồ, kinh rồi. Thôi con đi về giùm mẹ đi. Ở đây nó hát một hồi á, thành là gia đình số 100 luôn á. Thôi, đủ rồi, đi về đi con. Hoàng Anh ơi. Mẹ ơi. Hãy về với